Ngày 17 tháng 7 tại thắng cảnh quốc gia Hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra giải đua ván chèo đứng với sự tham gia của 50 vận động viên chuyên nghiệp đến từ các tỉnh thành trong cả nước. Ngoài ra giải cũng thu hút được một số vận động viên người nước ngoài đến tranh tài. Giải lần đầu được diễn ra do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt và Công ty Cổ phần Lâm An Lạc Dương tổ chức. Tại đây, các vận động viên tranh tài tại 3 nội dung gồm cự ly Long Distance Race 8 km dành cho sub 14 in, cự ly Fun Race 2 km dành cho sub 10 in đến 12.6 in và cự ly Sprint 300 m dành cho sub 14 in. Dù thời tiết một số thời điểm tại thành phố Đà Lạt có mưa phùn, nhưng không ngăn được hàng trăm người dân và du khách tập trung quanh Hồ Xuân Hương để theo dõi các vận động viên thi đấu, tạo nên không khí sôi động quanh thắng cảnh quốc gia Hồ Xuân Hương. Giải đua ván chèo đứng nằm trong chuỗi các hoạt động LAAN Challenge the Mountain lần thứ 2 năm 2022 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 7 tại các địa phương Đà Lạt, Lạc Dương, Lâm Hà, Đam Rông với 4 môn thi đấu, gồm đua ô tô, mô tô, xe đạp địa hình và đua ván chèo đứng. Trong đó, giải đua ô tô địa hình với 40 đội đua diễn ra 8 ngày 7 đêm trên chặng đường đua 200 km xuyên rừng. Giải đua mô tô địa hình với 60 đội đua và gần 100 vận động viên đã đăng ký tham gia giải xe đạp địa hình.